Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà kiểm tra SIM chính chủ. Các bạn có thể thực hiện theo để các bạn xem rằng cái SIM của các bạn có phải là chính chủ của các bạn chưa nhé. Thì cái cách này có thể là áp dụng cho tất cả các loại SIM nhé. Các bạn sử dụng SIM Viettel hay là SIM Mobile hay là SIM Vina hay là SIM Vietnam Mobile thì các bạn cũng có thể là làm tương tự theo hướng dẫn của mình nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần tin nhắn cho mình. Đó. Các bạn sẽ gửi đến cho mình cái tổng đài 1414 nhé. Các bạn gõ là tổng đài 1414. Rồi các bạn gửi đến tổng đài 1414, các bạn bấm vào. Rồi, các bạn sẽ gõ từ khóa, đó chính là thông tin thuê bao. Các bạn có thể viết giống mình hoặc là các bạn có thể viết hoa hết cũng được nhé. Các bạn viết là TTTB, có nghĩa là thông tin thuê bao. Gửi đến tổng đài 1414. Rồi các bạn bấm vào nút gửi. Rồi các bạn sẽ bấm vào nút gửi nhé. Rồi thì các bạn đợi một tí nữa, sẽ có cái tin nhắn gửi về cho các bạn là cái thông tin thuê bao của các bạn hiện tại là ai đang là chủ sở hữu. Rồi đây, mình sẽ kéo xuống phía bên dưới này. Và ở cái phần họ tên này thì nó sẽ hiện lên cái phần họ tên của các bạn nhé. Cũng như là nó sẽ hiện lên cái ngày sinh của các bạn, nếu như các bạn là chủ sở hữu. Và nó cũng hiện lên cả thẻ căn cước công dân cũng như là nơi cấp. Và nó cũng hiện lên cả là ngày cấp. Và nó cũng ghi cho các bạn là cả loại thuê bao cũng như là ngày kích hoạt. Và nó cũng hiện lên cả cái thông tin của cái nhà mạng của các bạn. Đây, như hiện tại của mình là nhà mạng Viettel. Đó. Rồi, thì các bạn có thể là sử dụng theo cái cách này của mình để mà các bạn kiểm tra xem SIM của các bạn có phải là chính chủ hay không, hoặc là ai đang là chính chủ. Rồi, khi mà các bạn xem được cái thông tin này thì các bạn có thể là biết được cái SIM chính chủ là của ai nhé. Nếu như là SIM rác thì nó sẽ không có hiện lên cái thông tin thuê bao như thế này nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vào nút Home để thoát ra ngoài. Rồi thì ngoài ra các bạn có thể là gọi điện cho cái tổng đài của bên các bạn. Ví dụ như các bạn dùng điện thoại SIM Viettel thì các bạn có thể là gọi cho tổng đài của Viettel. Dùng Mobi thì gọi tổng đài Mobi. Các bạn dùng mạng Vina thì gọi cho tổng đài của mạng Vina. Các bạn dùng mạng Vietnam Mobile thì gọi điện cho tổng đài Vietnam Mobile. Thì họ cũng sẽ kiểm tra SIM cho các bạn, xem SIM của các bạn có phải là chính chủ cũng như là ai đứng tên của cái SIM này. Rồi, và cái video của mình đến đây thôi. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình nhé. Và nếu như mà thích video, nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận trên phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình thêm bằng cách đăng ký kênh. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.